Rồi, xin chào các bạn, mình là Hải Vũ. Và hôm nay bên sinh vật cảnh ở Hậu An có tổ chức một cuộc thi về cây cảnh bonsai các bạn. Và ngày thi là ngày 31 tháng 8, là ngày hôm nay, chiều hôm nay các bạn. Và thấy anh em trong hội đang sắp xếp lại một số cây cảnh ở đây. Thấy những cây ở đây tầm trung và khá là xuất sắc các bạn. Cây dự thi cây nào cũng xuất sắc cả. Và những cây trước mặt chúng ta đang thấy thì cũng rất là đa dạng cây các bạn. Nguyệt quế hương cũng có, kim quýt cũng có, xanh cũng có các bạn. Và đây trước mặt chúng ta Hải Vũ đang thấy một cây linh sam rất đẹp. Cây này có cấp phôm cao tầm khoảng 1 mét và có chiều bay ngang tàng tầm khoảng hơn 1 mét các bạn. Các bạn xem lại cây linh sam này. Và cây linh sam này của nghệ nhân Huỳnh Kim Tóa, và số điện thoại này các bạn. Chúng ta xem tổng quan của cây linh sam này. Rất là xuất sắc. Và tiếp tục mình đang thấy cũng một số tác phẩm của Huỳnh Kim Tóa các bạn. Và đây là cây sam trái. Đây là cây sam trái các bạn. Và có tay cành cũng khá là mịn màng. Các bạn xem. Và clip này thì mình lướt sơ qua cho các bạn xem và chiêm ngưỡng về một số các bạn. Thấy cây nào cũng đẹp hết. Và mình chỉ lướt sơ qua cho các bạn xem và tìm hiểu. Và đây là một cây cừa. Một cây cừa các bạn. Cây cừa cái này phôm rất là lùng lực. Phôm tầm khoảng 50 các bạn. Và trước mặt chúng ta đây là một cây mai chiếu thủy dáng rừng. Cây này của nghệ nhân Phúc Ngô các bạn. Phúc Ngô của nhà vườn chúng ta. Nhà vườn chúng ta đang tham gia 3 cây để hậu thi các bạn. Và chúng ta đi xem một số tác phẩm nữa. Và đây là một tác phẩm cần than các bạn. Cần than. Các bạn xem tổng quan. Cây này có phôm tầm khoảng
60. Hôm nay rất đẹp, rất mịn cay các bạn. Và mã số là 002. Các bạn xem lại cái bộ phận tai cành. Cái này rất là mịn cay. Và trước mặt chúng ta đây là một cây bồ đề. Cây bồ đề có bộ đế khá đẹp. Và tiếp tục giới thiệu tới các bạn, đây là một cây phi lao. Cây phi lao này rất ấn tượng các bạn ơi, và được các nghệ nhân chỉnh sửa rất là đẹp. Các bạn xem tổng quan cây phi lao. Cây phi lao này có mã số là 003. Và mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn. Đây là một cây me. Và cây me này của tác phẩm nghệ nhân Phúc Ngô các bạn. Nhà vườn mình tham gia 3 tác phẩm. Các bạn xem lại cây me này. Tác phẩm me này khá là hoàn thiện, và các bạn nhìn cái lớp da này khá là già cay và không có mạch cát nào cả các bạn. Và các bạn xem lại tổng quan cây me. Cây me khá là đẹp, khá là xuất sắc. Và mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn. Đây là một cây linh sam. Các bạn xem cây linh sam này có cái phôm rất là đẹp. Cây rất là mịn cây các bạn. Mình tay cành, các bạn xem những cây dự thi trong chiều hôm nay, cây nào cũng mình thấy cũng xuất sắc cả, cây nào cũng có một cái nét đẹp riêng. Và mình tiếp tục đi một vòng nữa các bạn. Và đây là la hán tùng.
Đây là một cây kim quýt các bạn, và nguyệt quế hương. Và đây là một cây càng thang các bạn. Càng thang có bộ đế khá là to. Bộ đế này tầm khoảng 80 đó các bạn. Rất là to. Cây già cây và rất là đều cây các bạn. Và cây càng thang này của Nguyễn Chính các bạn, và số điện thoại là 0905 356 363 các bạn. Cây càng thang này rất là xuất sắc. Và trước mặt chúng ta đang là một cây, cái này là cây bạch đầu tùng các bạn. Cây bạch đầu tùng các bạn, có phong cây rất là hay. Và chúng ta xem thử cái biển số. Và cây bạch đầu tùng này cũng của anh Nguyễn Chính các bạn, và số điện thoại là 0905 563. Cái này thiếu số rồi ta. 0905 356 363 các bạn. Những tác phẩm ở đây dự thi khá là đẹp các bạn ơi. Và đây là một cây xanh. Và đây là một tác phẩm Mai Chiếu Thủy của nghệ nhân Phúc Ngô. Đây là tác phẩm thứ ba của nghệ nhân Phúc Ngô. Mai Chiếu Thủy nô gà công các bạn. Nếu bạn nào hay xem clip của Hải Vũ thì sẽ nhận ra cây này thôi. Một số cây rất là đẹp. Và cây này mình cũng thấy khách rất là quen các bạn. Cây này đúng chính xác. Và cây này là cây sơn trà của nghệ nhân Ba Thành ở Quảng Nam luôn các bạn, ở Tam Kỳ Quảng Nam. Và cây sơn trà này có bộ đế khá là đẹp, tầm form mini. Và cây sâm núi này là của Ngô Xuân Cường. Số điện thoại là 0935 509 668 các bạn. Đây là cây sâm núi. Rất là nhiều cây đẹp. Me cũng có, sâm núi cũng có, linh sâm cũng có các bạn. Cây nào cũng xuất sắc cả. Và cây này mình cũng thấy rất là quen các bạn. Và đúng là như vậy. Cây này là cây của anh Tâm ở Thăng Bình các bạn. Đây là một cây mai, cây thanh mai. Cây này có chiều cao tầm khoảng 2,5 m. Và có cái hiền bay tầm khoảng 2,5 m nữa các bạn. Rất là đẹp cây. Các bạn xem lại cây thanh mai này.
Đài cây thanh mai này có cái tên là Trục Hiền của Nguyễn Hữu Tâm các bạn. Và số điện thoại là 0979 217 027 các bạn. Cây các bạn xem là cây Trục Hiền này của anh Nguyễn Hữu Tâm. À, cũng rất là may là gặp anh Nguyễn Hữu Tâm đang ở đây. Và mình thấy anh Nguyễn Hữu Tâm đang tham gia rất là nhiều cây các bạn. Mình thấy cũng tầm khoảng 4-5 cây á. Và đây là một số bonsai của các nghệ nhân khác các bạn. Ở đây là một cái càng thang các bạn. Và các bạn xem, đây là một cây phi lao rất là đẹp của anh Nguyễn Chính các bạn. Và số điện thoại là 0905 356 363. Và rồi clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn, để mình làm thêm cho các bạn một cái clip xem và chiêm ngưỡng cho vui nữa các bạn. Và khu triển lãm này mình đang còn thấy rất là nhiều cây mình chưa quay từ phía xa đó. Và clip này thì mình xin tạm dừng ở đây và mình sẽ quay tiếp tục những cây đẹp cho các bạn xem và chiêm ngưỡng cho vui các bạn. Những cuộc triển lãm như thế này thì rất là ý nghĩa cho anh em nghệ nhân, có cái động lực cho anh em nghệ nhân chơi cái cảnh các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và các bạn hãy nhớ đăng ký và chia sẻ để mọi người khác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng cho vui các bạn. Các bạn đăng ký thì đón xem clip tiếp theo của Hải Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.